kính chào quý vị và các bạn. Giống như trên máy tính, bất kỳ người dùng iPhone nào đều muốn thiết bị của mình là bất khả xâm phạm. Nhưng trong một số trường hợp, bạn phải chia sẻ thiết bị của mình với những người dùng khác, thì các cách sau đây sẽ giúp bạn thiết lập các tính năng bảo mật để đảm bảo mọi dữ liệu trên iPhone vẫn an toàn. 1. Sử dụng một mật khẩu bao gồm cả chữ và số. Trong trường hợp bạn muốn mật khẩu bảo mật của bạn bao gồm cả chữ và số mà không phải là những con số như ở trên, thì bạn hãy vào cài đặt, vào Talk ID và mật khẩu, bật mật khẩu tùy chọn mật khẩu. Để sử dụng mật khẩu bảo mật gồm cả số và các ký hiệu, như vậy mật mã của bạn sẽ phức tạp hơn và khó tìm được hơn. Hai, xóa lịch sử trình duyệt của bạn. Nếu bạn sử dụng trình duyệt web trên điện thoại của mình để thực hiện các giao dịch thương mại như chuyển khoản, mua hàng, trao đổi thư điện tử mang tính chất quan trọng, thì khi chia sẻ điện thoại của mình với một ai đó, bạn cần phải xóa lịch sử trình duyệt của bạn trong Safari bằng cách bấm vào cài đặt, vào Safari, kéo xuống chọn xóa lịch sử trình duyệt web. Ba, sử dụng tính năng xóa dữ liệu iPhone. Đây là cách đơn giản nhất để người dùng bảo vệ dữ liệu cũng như thông tin cá nhân trên iPhone. Để kích hoạt tính năng này, từ màn hình Home, bạn vào cài đặt, vào Talk ID và mật khẩu, kéo xuống chọn xóa dữ liệu để xóa bỏ toàn bộ thông tin nếu có người nào đó đăng nhập mật mã sai quá 10 lần. Bốn, sử dụng trình duyệt web với nhiều tùy chọn riêng tư hơn so với Safari. Mặc dù trong Safari, bạn hoàn toàn có thể duy trì sự riêng tư khi duyệt web, nhưng nếu bạn muốn một số tùy chọn cao cấp hơn, thì bạn có thể sử dụng trình duyệt web Chrome của Google cho iPhone, cũng được tích hợp chế độ ẩn danh và tính năng duyệt web riêng tư. Trên đây là một vài cách mà mình chia sẻ đến các bạn để các bạn có thể thiết lập các tính năng bảo mật để đảm bảo mọi dữ liệu trên iPhone vẫn an toàn. Chúc các bạn thành công! Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Xin chào!